Xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý gia chủ tuổi Bính Tuất thân mến, chắc hẳn quý vị đang rất tò mò về vận trình của mình trong năm 2023 Quý Mão đúng không ạ? Năm 2023 là một năm cực kỳ tốt đối với gia chủ tuổi Bính Tuất, được tăng hợp cục với Thái Tuế nên trong năm nay về mọi phương diện của quý vị đều được thuận buồm xuôi gió. Một tin cực kỳ tốt, lành phải không ạ? Xin chúc mừng quý vị! Trong khoảng thời gian trước, gia chủ Bính Tuất có nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Nhưng năm nay thì lại khác, sẽ gặp được nhiều may mắn, có nhiều cơ hội tốt đẹp về công danh, sự nghiệp, có thể lên cao ở độ tuổi này. Phần gia đạo cực kỳ tốt đẹp, thành công của quý vị có được là nhiều vào sự giúp đỡ từ bạn bè, ít được giúp đỡ từ gia đình. Tóm lại trong năm nay, quý vị được quý nhân, bạn bè giúp đỡ rất nhiều và hơn nữa nhiều vào năng lực của bản thân nên năm nay là một năm phất lên như diều gặp gió. Do ăn ở phước đức, hiền lành, làm nhiều điều thiện đức để lại cho con cháu về sau. Quá tuyệt vời phải không ạ? Và không để quý vị phải chờ lâu nữa, ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi luận giải về lá số tử vi của những người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong năm 2023. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng sao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nữ mệnh trong năm 2023. Tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 có nạp âm là ốc thượng thổ, đất trên vách. Người tuổi này nhỏ, cha mẹ nuôi nấng vất vả, khó khăn. Người tuổi Bính Tuất sáng suốt, thành thạo nghề nghiệp, nhờ vậy mà cuộc đời no đủ. Con người khéo léo, tính nết cẩn thận, chu đáo trong mọi công việc. Vì vậy mà được mọi người quý trọng và tin yêu. Nữ mệnh Bính Tuất là những người sống vì gia đình, quan niệm rất bảo thủ, gây ra những khó khăn trong cuộc đời. Tuy vậy, người nữ này lại rất thu hút được những người khác phái bằng sự duyên dáng và tính cẩn thận, nhanh nhẹn của mình. Trong gia đình, nếu có lỡ xảy ra hiềm khích, họ luôn là người đứng ra nhận lỗi và hòa hoãn để giữ lửa ấm cho con cái. Gia chủ đón năm mới với vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất cứ vướng mắc nào. Gia đạo có chút khúc mắc do tư tưởng giữa các thế hệ, gia chủ nên hiểu, thông cảm, tin tưởng và giao các công việc quan trọng cho con cháu đỡ đần. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Bính Tuất sinh năm 1946 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao La Hầu, vận hạn là hạn địa võng, hạn tam tai, gia chủ Bính Tuất nữ mạng không phạm tam tai, phạm hoang ốc, kim lâu, nữ mạng 78 tuổi phạm kim lâu, tử về địa chi, tuất gặp mão, bình hòa, ổn định, hay nói cách khác, tuổi Bính Tuất nữ mạng năm Quý Mão 2023 không phạm Thái Tuế. Xét về mối quan hệ thiên can Bính Dương Hỏa gặp Quý Âm Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm, những gia chủ Bính Tuất nữ mạng cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ cần cẩn trọng chú ý tháng Bính Thìn, tháng Ba âm lịch, từ ngày 20 tháng 4 đến 18 tháng 5 năm 2023. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ Bính Tuất nữ mạng, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho nữ mệnh tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Trong năm 2023, gia chủ nữ mệnh Bính Tuất gặp La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là sao hạn mang đến những điều không may, bất kể đó là nam hay nữ thì cũng phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng rất dễ bị hao tán tiền bạc, đa sầu đa cảm hay bệnh tật và khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có.
Ngoài ra thì người gặp sau này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim khi gặp sau này sẽ nguy hiểm hơn. Đàn ông khi gặp sau này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó sẽ nhận được hên may, làm ăn sẽ được phát đạt. Bên cạnh đó thì người vợ khi sinh sản cũng sẽ được bình an. Hóa giải. Dâng sao giải hạn hàng tháng vào lúc 21 đến 23 giờ ngày 8 âm lịch, lập bàn thờ để dâng sao giải hạn. Vì đây là thời điểm sao La Hầu đăng viên chiếu sáng nhất, hãy lập bàn thờ cúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới. Bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, cùng với các lễ vật cần thiết như chầu cau, đinh tìm vàng, hương hoa, nước để chuẩn bị cho lễ cúng. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi. Do đó đối với sao La Hầu cần phải dùng thủy tiết để hóa giải, đó là đeo những đồ trang sức đá quý màu đen như đá núi lửa, đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, nhằm tiêu trừ vận hạn xấu không may mắn xảy ra cho gia chủ khi bị sao La Hầu chiếu mạng. Gia chủ nữ mệnh sinh năm 1946 năm nay gặp hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói, xanh đoan dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối, thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu lầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến tâm trạng người gặp hạn trở nên đau buồn, phiền muộn. Khi gặp phải hạn này thì các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không ít muôn căng thẳng, mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may ta bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắt, mất mát tài sản. Hóa giải. Để giảm bớt ảnh hưởng của hạn địa võng, gia chủ chú ý không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm, nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng và cái chết. Sau đó, gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi chùa thắp hương, cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Luận tử vi nữ mệnh Bính Tuất sinh năm 1946 theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu xuân đón năm mới, gia đình vui vầy cùng với các thành viên trong gia đạo, tuy nhiên khi đi lại cần cẩn thận, chú ý. Tháng 2, có nhiều lộc về tiền bạc trong tháng này, chủ về người khác đưa tới, bên cạnh đó ốm đau bệnh tật nhanh chóng qua khỏi. Tháng 3, trong tháng này gia chủ đón tin vui từ người ở phương xa trở về hoặc gặp nhiều tiệc vui và may mắn. Tháng 4, khi ra ngoài trong tháng 4, gia chủ có nhiều. Khi ra ngoài trong tháng 4, gia chủ chú ý nhiều tới lời ăn tiếng nói, bên cạnh đó tình cảm gia đạo không được tốt. Tháng 5, gia chủ cần chú ý về đường tiêu hóa vì trong tháng này không được tốt. Ngoài ra trong tháng tiền bạc có sự tiêu pha nhiều. Tháng 6, họa thị phi, gia chủ cần chú ý lời ăn tiếng nói. Tháng 7, công việc của con cháu, người thân trong gia đạo không được tốt. Tháng 8, gia đạo có chuyện buồn. Tháng 9, gặp xích mích, bất đồng với con cháu. Gia chủ là những người lớn tuổi trong gia đình, hãy nhẹ nhàng khuyên răn, dạy bảo con cáo. Tháng 10, chú ý có tai nạn bất ngờ. Tháng 11, bệnh cũ tái phát, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Tháng 12, cẩn trọng mất mát tiền bạc, sức khỏe không được tốt. Tổng kết tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nữ mệnh trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, do tuổi đã cao, Bính Tuất nên tập trung tận hưởng cuộc sống tuổi già, quây quần bên con cháu, đừng quá bon chen những việc không đáng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà cũng nên giao lại cho hậu bối xử lý, không cần phải bận tâm nhọc lòng làm gì cho mệt thân. Dù gặp chuyện gì cũng nên bình tĩnh đối mặt, có thể trao đổi với người thân để cùng tìm cách tháo gỡ. Về tài lộc, tài vận không có gì đáng lo ngại, các khoản lương hưu, phúc lợi duy trì ở mức ổn định. Gia chủ cũng không phải lo lắng về tiền bạc trong nhà khi con cái trưởng thành đã có khả năng cáng đáng vấn đề này. Thậm chí các khoản tích góp từ trước của bạn cũng có thể giúp đỡ được gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra cũng có người được hưởng các khoản lợi nhuận từ bất động sản như cho thuê nhà, thuê đất. Về sức khỏe, tuổi Bính Tuất nữ mạng cuộc đời vào tuổi nhỏ hoàn toàn sung sướng về thể xác, đường công danh có nhiều triển vọng hoàn toàn tốt đẹp, trung vận trái lại nhiều lo buồn và nhiều nghĩ ngợi về vật chất cũng như về tinh thần, hậu vận mới được an nhàn, thật sung sướng. Năm Quý Mão 2023, tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 với tình hình sức khỏe được cải thiện rất nhiều, ít ốm đau hay mắc các bệnh do trái gió trở rời. Một số căn bệnh tuổi già đã theo gia chủ từ lâu, sang năm nay cũng không còn nguy hiểm nữa do hợp thầy, hợp thuốc và tinh thần gia chủ vui vẻ, phấn chấn.
Bên cạnh đó, gia chủ cũng tích cực học tập các bài tập đúng độ tuổi, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý nên sức khỏe, thể chất được đảm bảo. Phong thủy Sa Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946 nữ mạng. Về tình cảm gia đạo, năm Quý Mão 2023 gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa và tốt đẹp, nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến và kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn với con sắp này. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Bính Tuất trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Bính Tuất. Qua đó quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!